Quý vị và các bạn thân mến, dân ca và nhạc cổ truyền mang nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền. Loại hình âm nhạc này góp phần vào kho tàng văn hóa nghệ thuật đồ sộ, phong phú, góp thành một bản sắc dân tộc. Tìm hiểu về những sắc thái âm nhạc này, chúng ta có thêm được vốn kiến thức, hiểu biết về nghệ thuật truyền thống. Vâng, và mỗi chương trình thì chúng tôi cũng mong muốn sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn nhiều hơn nữa những làn điệu dân ca mà cha ông ta đã mài giũa trau chuốt qua năm tháng thời gian. Trong chương trình ngày hôm nay thì Việt Thủy sẽ cùng với quý vị tìm hiểu về những điệu hát hay của bộ môn nghệ thuật hát chèo. Thì chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn sự hiện diện của nghệ sĩ ưu tú Khúc Hà Linh. Trước tiên thì xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Khúc Hà Linh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và nghệ sĩ ưu tú Khúc Hà Linh cùng thưởng thức làn điệu hát chèo cổ Đào Liễu. Yeah.
Vâng, thưa quý vị, thưa nghệ sĩ ưu tú Khúc Hà Linh, chúng ta vừa thưởng thức làn điệu chèo cổ Đào Liễu. Vậy thì nghệ sĩ ưu tú Khúc Hà Linh có thể chia sẻ là làn điệu Đào Liễu này nó xuất phát từ đâu và vì sao lại có tên là Đào Liễu ạ? Thưa quý vị và các bạn vừa mới xem nghệ sĩ Hồng Tươi hát làn điệu là Đào Liễu một mình. Đây là một cái lời bài hát nhưng mà nó dựa trên một cái đoạn thơ ca dao xưa. Mà theo cái thể thơ là thơ Lục Bát 68. Nội dung như các bạn đã nghe thì là nó có một cái gì nó nhắn gửi, nhắn nhủ một cái cô gái xinh đẹp đang trên một cái dặm trường rất là xa và chứa ẩn nhiều những cái hiểm nguy. Thế cái lời bài hát nói rằng là em là một cô gái xinh tươi đẹp đẽ như thế thì sao lại phải đi trên một cái đường dài thăm thẳm như vậy? Sao không tìm lấy một cái tấm chồng để mà nương tựa? Bởi vì sau này sẽ hối tiếc, mà bây giờ thì mùa xuân không bao giờ trở lại. Mà nghe cái câu hát gọi là xuân bất đáy lai, chính là mùa xuân nó không quay trở lại. Thế thì cái lời bài hát các bạn đã nghe rồi, nhưng mà tôi xin đọc lại, đây là cái lời bài hát mà dựa trên một cái bài ca dao. Đi đâu đào liễu một mình, hai vai gánh nặng, nhật trình đường xa, áo sồng thì em để ở nhà, khăn vuông nhuộm tím, phất phơ đội đầu, yếm đào, em hãy còn màu, răng đen, da trắng, mái tóc trên đầu còn xanh. Mà sao ở vậy, sao đành, sao em chả kiếm chút tình, kẻo thế mỉa mai, chữ rằng xuân bất đáy lai. Là thưa quý vị và các bạn, là trong cái bài hát vừa rồi đấy, trong cái lời thơ mà tôi dẫn vừa rồi đấy, thì nó có một cái câu là đào liễu một mình. Thế thì đào liễu là cái gì ạ? Thì trong thơ cổ của Việt Nam và của Trung Quốc, đào liễu nó biểu trưng cho một cô con gái. Cho nên nó mới có một câu là đào tơ liễu yếu. Thế thì rõ ràng là đào liễu một mình này là cô con gái một mình trên con đường xa thăm thẳm. Đây là một cô con gái đẹp. Vì cái bài hát nó hay quá mà nó được lưu truyền trong dân gian. Lâu dần thì người ta không biết là cái điệu gì, tôi chỉ biết rằng là đây là cái bài hát đào liễu. Thậm chí là có một người nói là đây là cái bài hát đào liễu một mình. Và lâu dần những nghệ sĩ dân gian đã chọn cái chữ đào liễu hoặc là đào liễu một mình làm tên của cái điệu hát trong cái dân ca và chèo của đất nước. Ở cái chỗ này tôi xin lưu ý các bạn là thế này, có một cái sự là có nhiều người sẽ bị nhầm lẫn. Đây là điệu là gì? Đào liễu một mình, chứ không phải là đào lý một cảnh. Bởi vì đào lý một cảnh nó là điệu luyện năm cung, còn đào liễu một mình nó là đào liễu. Hai cái điệu này có hai giai điệu khác nhau, tiết tấu khác nhau và lời ca nó cũng khác nhau, hoàn cảnh xuất hiện xuất xứ cũng khác nhau. Thì đấy là có một cái đôi điều để chia sẻ với các bạn như vậy. À, vâng, vậy thì ông có thể chia sẻ về giai điệu và tiết tấu của làn điệu chèo này ạ? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của Việt Thủy. Thì thế này ạ, đây là một cái làn điệu trong cái hệ thống ca lẻ. Và nó có một cái là giai điệu thì là trữ tình và tha thiết, các bạn vừa mới nghe rồi. Nó êm ái, nó véo von, nó uyển chuyển, nó giải bày nỗi niềm tâm sự. Và hầu như là trong này nó có một cái tứ là kể chuyện về cuộc đời. Thế thì ở đây cái tiết tấu của nó là vừa phải thôi, nghe nó rất là dịu dàng và nhẹ nhàng, chứ nó không có một cái gì là vội vã rầm rập như là các cái điệu khác. Ở trong chèo có cái điệu nó cứ rầm rập, nó cứ cuồn cuộn như thế này, hoặc có cái điệu nó buồn thảm, nó thê thảm lắm, cất lên tiếng hát là mọi người đều có thể mùi lòng rơi nước mắt. Nhưng điệu này nó duyên dáng, nó nhẹ nhàng, nó tình cảm và nó vừa phải. Và nó là đa dụng. Đa dụng là gì ạ? Dùng được ở nhiều chỗ. Có thể là trong một cái vở thì người ta cũng dùng nó để viết những cái lời ca, để cho cái diễn viên, cái nhân vật bộc lộ cái tình cảm của mình. Nhưng có lúc nó cũng viết là hẳn một bài độc lập ca lẻ. Nó cũng mô tả. Mô tả gì ạ? Quê hương, đất nước, niềm tin vào cuộc sống, giải bày tâm sự, vân vân. Cho nên nó đa dụng. À, thưa quý vị, cái điệu này ấy, thì có một cái động tác của tôi thế này. Là tôi có một lần đã ngẫu hứng chọn ba cái tập sách của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật của tỉnh Hải Dương của chúng ta ấn hành. Trong đó có rất nhiều là vở chèo và bài hát chèo ca lẻ. Thì chúng tôi mới thấy nhận ra một cái điều này. Ở tỉnh ta rất nhiều những cây bút
đã chọn cái điệu đào liễu một mình để sáng tác trên cái bài hát của mình. Tôi xin đơn cử là như thế này. Trong số những cái người như thế thì có Trần Phương Hạnh, có Hữu Phong, Xuân Ba, rồi Nhật Quang, Thanh Xuân, Đăng Bảy và Trần Tân. Tôi xem những cái tài liệu của các bạn ấy thì các bạn ấy dùng là đào liễu một cành cũng khá nhiều và khá là thành công, hay xúc động. Đặc biệt là anh Hữu Phong, anh viết một loạt, có một bài Đứng Độc Lập của mình, tả nỗi niềm quê hương đất nước, những mùa thu cách mạng rồi dãi bày tâm sự vân vân, rất hay. Thì đấy là một cái câu hỏi mà bạn vừa mới trao đổi, là giai điệu như thế, tiết tấu của các làn điệu như vậy. Thưa nghệ sĩ ưu tú Khúc Hà Linh, có thể nói là trong chèo cổ cũng như là trong những sáng tác mới viết về làn điệu đào liễu thì ông có thể chia sẻ là nó thường được xuất hiện ở trong hoàn cảnh như thế nào và biểu hiện cái sắc thái tình cảm ra sao ạ? Thưa quý vị và các bạn, cái chức năng của làn điệu này nó là tả cảnh đẹp. Nhưng mà không phải chỉ tả cảnh đẹp không, nó muốn được cả cái quê hương, đất nước, làng xóm đổi thay. Nó vẫn có thể dùng đào liễu một mình để nó mô tả được. Và nó tả những cái niềm vui trong những cái buổi hôn lễ, đám cưới, anh em thế này nó nhí nhảy, nó đông đưa, nó cũng có cái duyên dáng của nó. Thế thì tùy theo cái nội dung của câu chuyện, của cái bài hát mà soạn giả người ta viết, thì diễn viên phải thể hiện được cái tình cảm của mình trong cái bài hát ấy. Đấy là một cái chú ý. Cụ thể ở trong cái bài mà các bạn vừa nghe thì rõ ràng là có một cái gì đó nhắn gửi. Nó đi đâu thế là đào liễu một mình, thế rồi em thế nọ thế kia, cái nhật trình nó đường xa thăm thẳm như thế. Thế rồi thì áo của em như thế này, yếm của em như thế này, cái khăn của em đẹp đẽ như thế này, mà làm sao chẳng có ai đi cùng, làm sao thì không đi kiếm một cái chút tình, chứ nếu không thì là mai kia là xuân bất đai lai, vân vân. Thì nó có một cái gì nó nhắn gửi, nó cũng duyên dáng, nó cũng đung đưa, nó có một cái gì đó hơi dí dỏm, dí dỏm. Chứ nó không đến nỗi mà căng thẳng quá. Thì đấy là cái ý nhị của người hát. Và như cái câu trên tôi nói đấy, là chúng ta cần phải xem cái nội dung của bài hát. Còn bài vừa rồi là ý nhị, hóm hình, đong đưa, có một cái duyên dáng nhắn gửi của cái người con gái, của cái cô gọi là đào liễu một mình đấy. Đào liễu có một ý
Vâng, xin được quay trở lại với buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thưa nghệ sĩ ưu tú Khúc Hà Linh, ông có thể chia sẻ là trong một làn điệu đào liễu thì cái kết cấu của nó được thể hiện như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, như trên đã nói thì xuất xứ cái bài này vốn nó là một bài thơ, một bài ca dao do dân gian người ta sáng tác. Thế và sau này các nhà soạn giả đã sử dụng vào các cái vai diễn. Chứ ban đầu nó là một cái bài có thể ngoài trò, ngoài tích trò, nó chả chỗ nào cả. Nó là một cái sự sáng tác của dân gian. Chứ nó không phải là của cô Tấm, hay là của cô Cám, hay là của Trương Viên ở trong một cái bài cụ, một cái vở cụ thể. Nhưng ngoài tích trò. Thế nhưng sau này soạn giả đã dùng vào để đưa vào những cái vở diễn của mình. Và đưa vào vở diễn thì nó phải gắn với nhân vật. Nó là chị A, chị B, ông A, ông B, vân vân. Và như bên trên thì tôi đã nói, xin nhắc lại đây, nó là đa dụng, dùng nhiều cái trường hợp. Có thể cho đơn ca cũng hát được. Như bài vừa rồi là đơn ca. Nhưng mà cũng có thể là gì ạ? Có thể là song ca. Em hát một trò, anh hát một trò để đối đáp nhau. Và có thể là đồng ca. Những cái lúc đó là nó tưng bừng phấn khởi lên tùy theo sắc thái và nội dung của bài hát. Ở trong tích truyện, trong vở thì có lúc là người ta đưa cái nhân vật đấy là trình bày ở đoạn đầu màn 1. Cũng có khi nó ở giữa vở là màn 3, màn 4. Và có khi nó ở cái kết thúc. Cái đào liễu thì nó có cái phong phú và nó có đa dạng như thế, đa dụng như thế. Nó không phải là một cái bài đặc biệt cho một cái nhân vật ấy. Mà khi cái làn điệu mà chỉ cho một cái đơn điệu mà đến nỗi mà chỉ có cho mỗi một cái nhân vật ấy hát. Thí dụ như một cái điệu mà có một cái người giả điên. Đấy, nhìn cái gì cũng thấy là lạ lùng, rồi nhìn con gà, con vịt. Hay là có một cái trường hợp ở trong một cái vở chèo mà nó điên dại, nó là con gà rừng, nó chứ bài đấy thôi. Đấy, ở đây nó chỉ có một cái trường hợp cụ thể thôi. Hát được cái bài này thì là muốn để cho nó mềm mại. Thì bao giờ người ta cũng có một cái lối bắc cầu. Tức là trước khi mà vào bài hát thì các cái soạn giả thường là viết một cái câu nói vần, nói thơ bao quát cái cảnh hoặc là nỗi niềm. Thậm chí là nói lối hoặc là nói thơ, nói vần, ngâm thơ, ngâm vịnh đủ các kiểu. Xong bắt đầu nó đổ vào là điệu đào liễu. Thế thì thường một cái điệu, một cái làn điệu đào liễu này, tôi có kinh nghiệm là tôi thấy là có đến 3 đến 4 trò hát là vừa. Bởi vì nếu mà anh soạn giả anh viết dài quá, nhiều trò quá, thì cứ hết trò này lại giống trò này, bởi vì cái trò này nó giống nhau. Nó không khác như các cái làn điệu khác. Thành ra nó nhàm chán. Nên các soạn giả mà tôi có chiêm nghiệm ra một điều là họ viết từ 3 đến 4 trò để họ lại chuyển sang đội điệu khác và sang nói chuyện khác. Và nếu như mà chúng ta lại ngắn quá, anh vừa ngâm câu thơ này xong anh trò 1, trò 2 cái đã hết. Thế thì cái nội dung để truyền tải cho người nghe, người xem chưa kịp thì đã hết mất rồi. Thì nó gây một cái sự gọi là thòm thèm. Đấy. Cho nên là độ của nó vừa đủ là độ khoảng 3 đến 4 chỗ là vừa, là chuyển sang nói thơ, nói vần hoặc là dẫn dụ sang một cái điệu khác. Thì đấy là một cái kinh nghiệm. Về hình thức thì tôi xin nói qua như thế là thôi. Thì cái làn điệu này nó có chỗ thân bài mà nó gồm có 36 hồi nhịp và một cái lưu không có 4 nhịp. Sau đó là chỗ nhắc lại. Nhắc lại là cái gì? Cái trò này nó như này thì tôi nhắc lại là cũng thế thôi. Toàn bộ hình thức các thứ như thế. Cũng có ô nhịp như thế, cũng lưu không như thế. Và độ 3-4 trò là kết thúc một bài hát là vừa. Theo nghệ sĩ ưu tú Khúc Hà Linh thì với những người hát làn điệu đào liễu thì họ phải có một cái chất giọng và cái cách hát như thế nào? Như trên chúng ta đã xem và đã nghiên cứu thì đây là một cái điệu hát trữ tình tha thiết. Thế nên là cái người hát ấy là cũng không cần phải là gân gổ làm gì cả. Mà thoải mái, nhẹ nhàng, tốc độ vừa phải, nhả chữ, thả lời, ngân nga, ý nhị và tha thiết, rất nhẹ nhõm như thế. Đặc điểm của cái điệu hát này là nó không có cái nốt nào quá cao. Ví dụ như các cái bài lơ lơ nó có cái nốt cao vút lên trên đây này, nhưng mà đây không có. Nó rất là đi đâu này, đào liễu có một mình thế đó, thì cái nhật trình đường xa xong rồi thì là tả cái tâm trạng, cho nên nó không cao. Và vì vậy rất nhiều người mới tập hát, kể cả những vị nghiệp dư, những chị em ở những câu lạc bộ phường xã, khi mà người ta nói đến điệu đào liễu các chị cũng vẫn hát được. Đấy là một cái điều phổ cập của cái điệu hát trong quần chúng. Điều này rất quý. Thường ấy thì tôi có một thời kỳ là tôi cũng ở trường văn hóa nghệ thuật,
khi tuyển đầu vào thì ngoài cái thi năng khiếu rồi thì ngoại hình rồi thì không được nói ngọng, không được nói lắp, chân đi không được vòng kiềng vân vân, thì chúng tôi vẫn phải thi các em có một cái năng khiếu hát như thế nào. Thế thì không thể lấy một cái điệu thật là khó quá, nó không được, mình phải lấy một cái điệu mà nó gọi là vừa độ mức độ trung bình. Thì một là luyện năm cung, hai là đào liễu một mình. Đấy. Thì các em nói trước đề là em sẽ phải hát một điệu này để nhà về nó còn tập. Nhiều em nó còn phải mời thầy, mời thợ, mời cô giáo đến để hướng dẫn cô ấy tập cho em mấy cái bài như thế này. Thường thường chúng tôi ra độ 3 bài. Đến khi lên thì bắt một bài. Thì hát thế là được rồi, em đạt yêu cầu rồi thì nó phải tuyển người ta đi. Ngoài ra còn phải thi văn học nữa. Thi ngoại hình này, thi năng khiếu này. Và đồng thời là phải thi môn văn hóa nào đó là văn học. Thì cái đào liễu một mình này chúng tôi cũng đưa vào cái chương trình ấy để tuyển chọn. Thì nói chung là các em cũng thoải mái chứ không ra những cái điệu khó. Đường trường thu không rồi thì đường trường trông chênh những các cái thứ nó khó cho người ta ra. Mà đầu vào sau này mình còn phải dạy người ta cơ mà. Đấy, thì đấy là một cái làn điệu. Mà những cái làn điệu này nó trữ tình như thế để mình xem được cái độ là màu sắc của học trò tương lai của mình như thế nào, của cái người ứng viên như thế nào. Thì nói chung là đây là một cái kinh nghiệm tốt. Như tôi được biết thì ở trong hát chèo thì thường có nhịp nội và nhịp ngoại. Và để hát đúng chuẩn nhịp nội và nhịp ngoại thì rất là khó. Và cũng có rất nhiều người thắc mắc là không biết là cách hát nhịp nội, nhịp ngoại như thế nào. Vậy thì ông có thể chia sẻ cái điều này. Thưa quý vị và các bạn, đúng đây là một cái câu hỏi cũng là khá là phức tạp. Và đúng là quả nhiên là nhiều người cũng không hiểu. Họ cứ hát theo bản năng, theo hướng dẫn, nhưng mà không phân biệt được thế nào là nhịp nội, thế nào là nhịp ngoại. Thế thì thế này, trong chèo là có phách nội và phách ngoại, và đương nhiên là khi mà đánh cái nhịp vào thì người ta gọi là nhịp nội, nhịp ngoại. Thế thì người ta vạch nhịp trên cái cơ sở là để làm sao cho diễn viên sau này cầm một cái bản nhạc, người ta hát đúng nhịp, lỗi nhịp, cho nên cứ chê là anh kia hát là bị lỗi nhịp. Đấy chính là nhịp. Và trong này, trong chèo là có nhịp nội và nhịp ngoại. Thế thì nhịp nội là thế nào? Là khi anh đánh phách đúng cái chữ mà anh nhả chữ ra và anh gạch chân ở dưới cái chữ ấy thì đấy chính là nội. Còn một khi mà anh đã phát âm ra rồi, cái chữ ấy rồi, xong bắt đầu mới đánh phách thì đấy chính là nhịp ngoại. Thế thì làm sao mà phải phiền hà như thế? Là cái thế này, là điều này làm cho cái tiết tấu của bài hát nó sinh động hơn, nó không bị là gì đồng điệu, thế rồi không bị là gì, không bị là giống nhau, nó dễ làm nhàm chán cho cái người xem và người nghe. Thế thì làm cái điều này làm gì? Để cho tạo ra cái tiết tấu của bài hát nó sinh động lên, cái nhịp điệu của nó thăng giáng bổng trầm, phải không ạ? Nhấn nhá khiến cho người xem và người nghe diễn viên không bị nhàm chán, là vì nó quá đơn điệu. Và đây, có người nói đây là một sự đảo phách ở trong cái âm nhạc nói chung. Tôi lấy ví dụ như thế này nhé, các bạn chú ý này, nghe một cái câu hát này. Là đi đâu đào liễu một mình. Đào liễu có một mình, em đi đâu hỡi cô nàng ơi, đào liễu có một mình. Như thế là rõ ràng khi tôi nhả chữ vào một cái chữ đó mà lại đánh phách, đánh nhịp thì đấy chính là nhịp nội. Thế còn thì là gì ạ? Câu thứ hai nhé. Ấy kìa hai ý vai đang còn gánh nặng. Như thế là chữ gì ạ? Chữ ấy nói xong rồi mới đánh. Và chữ hai lại đánh xong rồi mới vỗ, mới nhịp. Chữ vai, chữ đang cũng vẫn như thế. Thì ở đây chữ liễu, chữ một, chữ mình, chữ em, đâu, ơi, nặng trình, xa là nhịp nội. Thế còn các cái chữ ấy, hai, vai thì đang, mà, nhật thì nó là nhịp ngoại. Và như thế là chúng ta rút ra một cái điều dễ hiểu là thế này. Nhịp nội ít khi nó rơi vào những cái từ gọi là từ đệm y hi hi, thế rồi dậu mà, rồi thì ơi ya, đấy là những cái từ đệm thì ít khi nhịp nội nó vào. Mà thường vào những cái từ, những cái ca từ mà nó có ý nghĩa,
ví dụ đào liễu có một ý mình, đấy toàn là những cái chữ ấy là nó có nghĩa, còn kia y hi mi a nó có nhưng mà rất ít. Thì đấy là tôi xin chia sẻ thêm với lại các bạn một chút về cái nhịp nội và nhịp ngoại. Là một người đã sáng tác rất nhiều những làn điệu chèo mới, vậy thì với làn điệu đào liễu thì ông đã sáng tác được bao nhiêu tác phẩm và cái nguồn cảm hứng như thế nào để ông viết lên lời cho bài hát đó? Thưa quý vị và các bạn, thưa bạn Việt Thủy, cái cuộc đời làm nghệ thuật mà nói gọn lại là hát chèo thì tôi cũng viết khá nhiều vở và nhiều bài ca này. Và trong đó thì tôi cũng đã sử dụng cái làn điệu gọi là đào liễu một mình. Thì tôi có một cái kỷ niệm về cái bài này. Tôi đã viết một cái bài cũng khá là cảm xúc và tâm đắc. Đó là khi mà Đài Tiếng Nói Việt Nam, nói gần hơn đó là phòng dân ca và chèo, anh trưởng phòng Mai Văn Lạ có điện cho tôi rồi nói rằng là bác hãy viết một cái làn điệu đặt trước, đó là đào liễu một mình, mà nói về quê hương, nói về đất nước, nói về con người, từ đó nói rộng ra về cái tình cảm của mình với lại quê hương. Thế thì tôi đã chọn cái điệu đào liễu và bắt đầu tôi mở đầu bằng một cái câu thơ để tôi gây cảm xúc, để tôi là dọn đường, để làm bắc cầu cho diễn viên sau này người ta hát. Câu thơ cũng đầy là chữ tình như thế này. Bắt đầu tôi mở đầu bằng một cái câu thơ để mà dẫn dụ, để mà làm cái bắc cầu cho diễn viên hát. Tôi nó gây tình cảm. Xa quê đang tuổi thiếu niên, cánh chim bay khắp mọi miền tha hương, dẫu rằng bạn quý người thương, vẫn đầm hai tiếng quê hương ân tình. Và bắt đầu vào cái chỗ một thì tôi tả cái gì ạ? Tả bến nước sân đình, tiếng chèo của đêm xuân, tiếng ngọt ngào say đắm, nó gió mát trong lành, nó ngan ngát hương cau, và cái đêm mưa xuân có mưa vờ, ai đó nép bên nhau, trai gái đi chơi xuân, trai gái đi chơi xuân. Thế rồi cái cảnh như thế, xong lại có một vài cái giọt mưa xuân, thành ra họ nép vào nhau. Thế thì nhiều người hát cái bài này xem là rất là hay. Mà cái bài này thì nghệ sĩ ưu tú Văn Chương đã hát và dựng ở trên Đài Truyền hình Việt Nam. Cái phong cảnh nó rất là đẹp, xong anh lại hát như thế. Thế rồi thì tôi mới chèn vào một cái khổ thơ, gọi là nói thơ chen giữa. Như văn trên tôi đã nói rồi, nếu mà cứ liên miên như thế mấy chỗ nghe người tôi chối quá, nó chán quá, nó nhàm tai quá. Thành ra tôi phải cho một cái đoạn thơ vào. Ôi hai tiếng quê hương thiêng liêng gần gũi, nơi chôn rau cất tiếng chào đời, con tép lá rau nuôi ta sống lên người, đĩa đèn dầu thắp sáng hồn khoa bảng, bóng mẹ già lưng còng mưa nắng nuôi bao con người dáng thẳng đi lên. Thế thì xong bắt đầu lại vào đào liễu một mình. Thế thì mỗi một cái chỗ nó có một cái nội dung chứa đựng khác nhau. Thì cái chỗ này tôi nói về gì, là tri ân viên tổ, tri ân những người đã ngã xuống để vì quê hương đất nước, và nó toát lên một cái tình yêu quê hương, lắng tiếng quê hương. Và cái kết của nó là gì, như là nghĩa trả ơn đền khắc sâu nơi tim, nghĩa trả ơn đền lắng tiếng quê hương nghe hồn non nước, đâu đó vọng về vang dội núi sông, chân trời rực rỡ hừng đông. Và đấy là kết thúc của bài lắng tiếng quê hương. Thì tôi có viết nhiều bài ở trong vở, nhưng bài ca lẻ này là được nhiều người, có đến hàng chục người đang hát, đang lưu hành ở trên mạng. Thì đấy là cái kỷ niệm của tôi. Và nhân hôm nay nói chuyện về đào liễu một mình, thì tôi cũng xin được bộc lộ và chia sẻ cái nỗi niềm tâm sự khi mà một cái người sáng tác đã viết được một bài mà được nhiều người mến mộ, được người hát lại. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Khúc Hà Linh về làn điệu chèo cổ đào liễu. Và hy vọng nghệ sĩ ưu tú Khúc Hà Linh đã giúp cho chúng ta hiểu thêm và yêu thêm những làn điệu dân ca của quê hương mình, góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống mà cha ông ta để lại. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Khúc Hà Linh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.